Hi, xin chào cô chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em lên tập số 65 về đồ nghề và bonsai. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Chốt hàng thì mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề. Thì chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship, ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn. Rồi em xin đi vào chi tiết tập số 65 luôn. Hôm nay thì rất là nhiều có một viên đá tự nhiên nên chị ăn một chiếc máy gọt bút chì này. Anh chị mình xài điện 220 luôn, hàng này sản xuất tại Nhật ha. Rồi, những cây búng mực cho anh chị mình làm bên xây dựng hoặc là thợ mộc và những lưỡi cưa, cưa gỗ, cưa kim loại anh chị ăn, lưỡi cưa gỗ, cưa kim loại. Em xin đi vào chi tiết luôn. Đầu tiên là mã số 951. Mã 951 là lưỡi cắt anh chị ăn. 951 đầu tiên lên những chiếc lưỡi cắt đây. Đây là một chiếc lưỡi cưa gỗ, anh chị mình thấy là mình xài rất là đa năng. Mình xài cưa gỗ này, cưa gỗ thì là 5 sao ha, cưa nhựa, cắt nhựa là cũng 5 sao, hoặc là anh chị mình cắt nhôm là cũng được, hoặc là anh chị mình cắt kim loại. Thì cắt cái kim loại thì cái gọi là cái tốc độ hiệu suất thì nó sẽ nhỏ hơn là so với anh chị mình cắt gỗ và cắt nhựa ha, hoặc là cắt nhôm. Mình xài cho máy cốt là 2 xăng, cái này anh chị mình xài cho máy máy cắt cầm tay này anh chị. Cái cốt là 2 xăng hoặc là anh chị mình xài máy đường kính là tầm khoảng 14.7 xăng. Vòng tua rất là nhanh ha, tốc độ cắt rất là nhanh, 6.000 vòng lận, 6.000 vòng. Nhân cho 52 răng, răng là răng hợp kim anh chị ăn, răng hợp kim giùm em. Đó, hàng mới chưa xài của hãng Global Shaw của Nhật ha. Global Shaw của Nhật, Motoyuki của Nhật ha, vòng tua 6.000 vòng, hàng mới chưa xài luôn. Cái này anh chị mình có xài máy cắt cầm tay, máy mài cầm tay thì anh chị mua một chiếc về chị mình cắt gỗ hoặc là cắt nhựa, cắt nhôm này. Đó. Rồi cái này chốt giùm em mã số 951, giá là 150. Hàng mới chưa xài. Những hàng Kabushi anh chị mình mua lưỡi cắt cưa gỗ như thế này cũng tầm khoảng 150 rồi. Tiếp theo em lên mã số là 952. 952 thì là chiếc này anh chị ăn, 952 thì cái này cũng y chang này, cái này thì cũng về chung lô luôn, 952 giá 120. Cái này thì họ không có chữ nhưng mà thiết kế là y chang anh chị nha. 952. Cái này cũng là cốt 2 xăng và gồm có rất là nhiều răng anh chị ạ. Đếm giùm em ha. Này có những cái rãnh để mà tản cái bụi này thì cái sẽ giảm được cái sự ma sát, thì anh chị mình xài nó sẽ tốc độ cắt nhanh, bền và đỡ nóng hơn. Cốt anh chị mình xài cho máy cắt cầm tay, cốt là 2 xăng giùm em. Đường kính của chiếc lưỡi cắt này cũng tầm khoảng là 14.7 xăng và cái này anh chị mình cũng cắt gỗ ha, cắt gỗ, cắt nhựa hoặc là anh chị mình cắt nhôm, cưa gỗ, cưa nhựa ha. Đó, răng mới chưa xài, chốt giùm em cái này. Đường kính là 14.7, phần cốt là 2 xăng. Mã số 592 giá là 120 ha, 592 giá 120. Cái này anh chị mình có xài cho sửa cũng được ha. Kabushi là anh chị mình thấy cũng giá tầm khoảng 150 rồi, còn này là hàng Nhật ha, 952. Này anh chị mình xài cho sửa gỗ này kia, nếu mà mình xài nhiều thì anh chị mình mua những lưỡi này. Cái này em có số lượng ha, và hàng này cũng 951 cũng có số lượng luôn. Anh chị mình có thể chốt thêm vài cái về mình để dành mình xài, lâu lâu mới có lô này đẹp. Rồi em lên mã số 953. 953 thì chiếc này là của hãng là Yamashin của Nhật anh chị ăn. 953 chiếc này màu đỏ nhìn rất là đẹp, 953 màu đỏ đậm ha, đỏ bạc đô. Rồi Yamashin đường kính là 14.7, cốt ở giữa là 2 xăng và đường kính là 14.7 xăng, và Yamashin 52 răng. Răng cũng mới chưa xài anh chị ăn, răng mới chưa xài và anh chị mình thấy là vòng tua rất là nhanh ha. Đó, hàng mới chưa xài, chốt cho em cái này Yamashin mã số 953. Cưa gỗ hoặc là cưa nhựa hoặc là cưa composite hoặc là anh chị mình cưa nhôm á, 953 giá 170. Em lên mã số 954. Rồi. 954 cây này 140 ha, cây này cũng là một lưỡi cưa gỗ. 954. Cây này vòng tua là 5.500 vòng anh chị ăn, tốc độ cũng rất là nhanh, 40 răng này, đó, tốc độ nhanh 40 răng. Đường kính là 14.7 xăng. Hàng mới chưa xài anh chị ăn, của hãng là Shinko của Nhật ha. Shinko của Nhật đằng sau anh chị mình thấy thông số rất là nhiều này. Mình có thể chụp màn hình rồi mình Google dịch lại Shinko Seisakusho của Nhật. Rồi. Thì phần cốt máy này anh chị mình cũng xài cốt là 2 xăng anh chị ăn. Phần cốt này anh chị mình cũng xài cốt 2 xăng giùm em. Đường kính 14.7, cưa gỗ, cưa nhựa. Mã số 954 giá 140. Em lên mã số 955. 955 thì đây là một chiếc cưa gỗ anh chị ăn. 955 là cưa gỗ size lớn. Cây này thì anh chị mình xài cho máy, một cái máy mà máy cưa gỗ size đường kính lưỡi là 19 xăng giùm em và gồm có 60 răng của hãng Yamashin. Cũng là hàng mới chưa xài anh chị ăn, hàng mới chưa xài. Đó. Xài cực kỳ bền ha. Tốc độ cắt nhanh và anh chị mình tái sử dụng rất là nhiều lần. Cây này anh chị mình cũng xài cho máy là 2 xăng giùm em ha, cốt máy là 2 xăng, đường kính là 19 xăng, hàng mới chưa xài, Yamashin của Nhật, 955 giá là 220. Rồi em lên mã
Size 19 xăng thì em thấy rất là nhiều máy xài size này, size đường kính lưỡi là 19 xăng. Rồi 956 đây là một lưỡi cưa kim loại anh chị ăn, lưỡi cắt sắt á. 956 rồi của hãng là E, phủ một lớp gọi là Eguri để mà kháng rỉ anh chị ăn. Và đây là hàng của Yamashin của Nhật, đường kính đây là lưỡi cắt kim loại anh chị ăn, lưỡi cắt kim loại đường kính là 16 xăng ha. Cốt ở giữa là 2 xăng và cây này rất là dày, răng mới chưa sử dụng anh chị mình có thể thấy hàng này là một cái kiểu băng keo dính vô rồi dính bụi vô thôi, hàng mới chưa xài, dày dặn cứng cáp đàng hoàng. Rồi cốt 2 xăng, đường kính là 16 xăng, hàng của hãng là Yamashin của Nhật ha, phụ một lớp kháng rỉ. Đó. Rồi cái này chốt giùm em mã số 956 giá 108, lưỡi cưa sắt cưa kim loại nha chị nha. Em lên mã số 957. 957 em qua một chiếc búng, qua những chiếc búng mực ha. 957 qua những chiếc búng mực, hàng mới chưa sử dụng của hãng Tajima và hãng SK của Nhật này. 957 đầu tiên lên chiếc này ha. 957 chiếc này. Đó. Rồi chiếc này là một chiếc Tajima hay là 957. Búng mực ha, 957. Chiếc búng mực và chiếc này là dài 8 m, sợi dây cước là dài 8 m, anh chị mình làm bên xây dựng hoặc là bên thợ mộc anh chị dùng để mình canh mình đo ha, Tajima. Đó. Dòng sản phẩm là PS gạch su SUM 48N thì chiều dài sợi dây cước anh chị mình dùng là 8 m ha, 8 m giùm em. Hàng mới chưa xài ha, hàng mới chưa xài. Dòng sản phẩm là PS này, SUM 8N của hãng là Tajima. Có một cái dấu chấm để anh chị mình lấy dấu này, có một cái cây nhọn để mình lấy dấu hoặc là mình dùng để mình gọi là bên xây dựng hoặc là bên thợ mộc anh chị mình xài những cây búng mực này nhiều ha, gọi là búng mực. Rồi mới chưa xài anh chị mình chốt cho em cây này dài 8 mét. Về cách hoạt động thì anh chị mình muốn lấy dấu thì anh chị mình đẩy cái này ra, nó có một cái cây nhọn để anh chị mình lấy dấu nè, đó rồi kéo vô gỗ hoặc là bên xây dựng ha, 8 mét tự vô, anh chị mình muốn đứng lại thì mình bật cái nút này qua này là nó sẽ giữ lại ha, mình thả ra người lên vô. Hàng mới chưa xài, thông số đầy đủ ha. Đó, mình muốn thu lại thì mình có thể bấm cái nút boost này cũng được. Đó. Rồi, cây này thì dài tầm khoảng là 15 xăng. Anh chị mình xem hình thức ha, như chỗ này là mình có thể mình mở ra được này. Đó, mình mở ra coi bên trong ha, mở ra coi bên trong như thế này. 8 mét Tajima, chỗ này mình bấm xuống được. Hoặc là anh chị mình như là mình có thể mình bỏ bột vô để mà mình lấy dấu cũng được nha. Rồi 8 mét anh chị em, búng mực 8 mét Tajima, dòng sản phẩm mình có thể xem thằng cốt này cũng được, mã số là 957 giá là 150. 958 cây này ha, 958 cây này là 958 cây này thì 170. 958 cây này mình mua nó tầm khoảng 450 của hãng là Tajima, dòng sản phẩm là B100. Cái này thì anh chị mình sẽ lấy dấu này, có một cái dây dài 3 mét ha, và cái này có hít 500 rất là mạnh, anh chị mình dùng để mình để trên những cái bức tường hoặc là khi mình đo cửa này kia kim loại thì anh chị mình có thể mình hít vô để mình đo ha, hoặc là mình lấy dấu. Tajima, dòng sản phẩm là B300, dây dài 3 mét ha, có một chỗ để anh chị mình ghi mình lấy dấu nhọn chỗ này hoặc là anh chị mình hít 500. Rồi cái này chốt giùm em, đây là thông số, anh chị mình có thể mình cột thêm cái cục dây, cục dọ như thế này ha, cục dọ như thế này để anh chị mình dùng để mình canh. Thông số đầy đủ, dòng sản phẩm Tajima P300. Hít 500 mạnh nha chị nha. Khi anh chị mình xài thì mình kéo chỗ này ra nè. Đó, đây là chỗ anh chị mình lấy dấu ha. Có một cái cây nhọn này, anh chị mình lấy dấu chỗ này giùm em. Còn cái chỗ này là anh chị mình hít 500 mạnh. Hít rất là mạnh nha chị nha. Dòng sản phẩm Tajima P300. Rồi cây này là anh chị mình gọi là cây dây dọ đi ha, dây dọ có 500 của Tajima, chốt cho em cây này. Dây là dài 3 mét anh chị em, dây là dài 3 mét, có cục 500 chỗ này, có cái đầu để anh chị mình lấy dấu. Rồi mã số 958 giá 170. Em lên mã số 959, cây này thì rất là chắc. 959. 959 qua các dòng đây ha, 959. Cục này thì rớt cái tờ giấy bên dưới rồi, chứ cũng hàng mới chưa sử dụng, một cục búng mực ha, 959 giá là 100 của hãng là Tajima. Dây này thì như là dài tầm khoảng là 6 mét anh chị ăn, 6 hay 7 mét á. Cái chỗ này thì anh chị mình có một cái, rồi khi anh chị mình mở ra thì mình, khi mà anh chị mình xài mình kéo này ra giùm em ha. Cái này thì nó không có tự rút vô mà mình phải bấm mình quay với vô. Đó.
Đây là cái chỗ để anh chị mình lấy dấu, cây nhọn để lấy dấu này. Rồi khi anh chị mình kéo ra, rồi khi anh chị mình thu vô thì mình phải thu tự động thôi, chứ còn không thu bằng tay thôi, chứ không có chế độ tự động nha. Lưu ý giùm em. Hàng mới chưa xài, cái này chốt giùm em mã số là 959, giá là 100. Dây này dài tầm khoảng 6 mét ha, dây này dài tầm khoảng 6 mét. Tajima tìm giùm em dòng sản phẩm là PS gạch line này, TMK. Line là dòng mỏng nhẹ ha. Nhỏ gọn, gọi là dòng nhỏ gọn. Mã 959 giá 100 Tajima. Em lên mã số 960. 960 cái này 140, cái này là của hãng là SK, một chiếc búng mực của hãng SK 11, cái này là sẽ thu dây tự động ha. Dòng sản phẩm là SK SUMA. Rồi, cái này dài tầm khoảng là 8 mét anh chị ăn. Dây này thì dài tầm khoảng 8 mét giùm em. Có chế độ thu tự động ha. Đó. Mình muốn đứng lại thì mình đẩy qua chỗ này là sẽ đứng lại, còn anh chị mình thu vô thì mình kéo qua đây. Đó. Dây đẹp, dây dài tầm khoảng 8 mét, chỗ này là anh chị mình lấy dấu. Rồi, hàng mới chưa xài của hãng SK 11. Dòng sản phẩm là SK SUMA, mã số là 960, giá 140. 961. 961 cây này 140 luôn ha. 961 cây này là của hãng Tajima. Dây này dài tầm khoảng 7 mét anh chị ăn, lưu ý giùm em, dây này dài tầm khoảng 7 mét, 140, hàng mới chưa xài, rớt cái vỏ thôi. Nên chị mình có thể mua cái này. Dòng sản phẩm là Tajima BS chết ha. Đó, hàng mới chưa xài. Đây, cũng có chỗ để anh chị mình lấy dấu này. Rồi anh chị mình kéo ra tự thu vô khi anh chị mình muốn giữ lại. Là mình sẽ bấm cái nút này anh chị ăn, là mình sẽ giữ lại. Đây. Bấm lại giữ lại ha, còn anh chị mình thả ra thì mình bung vô. Dây mới chưa xài anh chị ăn. Đó, rồi cái này là tầm khoảng 7 mét cho em, búng mực của Tajima. Mã số là 961, giá 140. Em lên mã số 962. Thì dây này là dài 8 mét ha, 962, dây này 8 mét. Cái này thiết kế giống như là cầm như thế này ha, đó. Rồi, lấy dấu, kéo ra. Khi mà lấy xong thì anh chị mình thu vô như thế này giùm em. Nó có cái lò xo để nó búng vô nè, đó, trong này có lò xo để búng vô. Dây này dài 8 mét anh chị ăn, Tajima 8 mét. Dòng sản phẩm là gân Z ha. Sum 10. À, cái này dài chắc tầm khoảng 10 mét anh chị ăn, dài tầm khoảng 10 mét. Bút, là anh chị mình sẽ nhấn vô để mình thu vô. Rồi. Nó tự thu vô nha chị ăn, auto tự động vô. Cái này chốt giùm em dòng sản phẩm là Gen Z Tajima, mã số là 962, giá 170. 963. Những cái này mình mua chắc tầm khoảng 400-500 ngàn. 963. Nên là anh chị mình thích mình mua những cái này về xài sưu tầm cũng được, mới chưa xài. Bún mực này Tajima, dòng này thì cũng giống dòng hồi nãy, dòng sản phẩm là 10 Sum ha, 10 BM, hai dòng này tương tự nhau, khác nhau cái giống như là hai dòng cũng là Sum 10 này. Nãy là GNZ thì cái này là BM, cũng dài 10 mét anh chị ăn, dài dây dọn là 10 mét giùm em. Mình búng ra để mình lấy dấu. Đó. Xong rồi thu vô. Rất là nhiều chi tiết bên trong mình có thể mở ra nữa. Đó, bên này lấy dấu anh chị ăn, búng mực lấy dấu, mã số 963, giá 170. Rồi, 964, cây này là 240 anh chị ăn. 964, cây này là Tajima, anh chị mình thấy tem giá sẵn là tầm khoảng là gần 500 ngàn này, 3.400 yên, à 500 ngàn ha. Thì anh chị mình thích mình chốt cái này về xài, hơn 500 chứ, 500 hình như nó tầm khoảng là 500, 580. Thì anh chị mình có thể chốt những cây này về sưu tầm cũng được, xài cũng được. Hàng mới chưa sử dụng của hãng là Tajima, dòng sản phẩm là S-SUM21 ha, gạch R. Thì cái này thì trên này ghi là dây dài tầm khoảng 10 mét anh chị ăn. Còn cái này là ghi ra 21 gì thì anh chị mình hãy google dịch giùm em. Rồi đường kính của dây cước là khoảng 0.6 ly. Và chiều dài dây là dây 10 mét giùm em. Đó. Cái này thì mình sẽ thu dây tự động ha, thu dây tự động. Búng mực Tajima. Rồi cái này chốt giùm em mã số là, cầm rất là chắc, mã số 964, giá là 240. Em lên mã số 965. Dây này là 130 anh chị ăn. 965, đây là một sợi dây đai hông an toàn, toàn thân chưa đai hông, đai lưng á. 965, cây này là 130 ha. Cây này thì anh chị mình thấy là dây thừng màu đỏ, màu vàng.
và cái phần chốt là mà bằng nhựa màu xanh của hãng là Koken, Koken của Nhật. Rồi, cái này thì rớt cái vỏ bên ngoài, anh chị mình chốt cho em cái này. Cái này anh chị mình đường kính bụng tầm khoảng dây chắc dài tầm khoảng là 1m15, thường thường là dây đai an toàn là sẽ là 1m15. Nên anh chị mình xài cho vòng bụng tầm khoảng là 1m đổ lại ha. Anh chị mình xài cho vòng bụng tầm khoảng 1m đổ lại giùm em. Bản rộng của sợi dây này là 5 xăng ha, xài những phụ kiện tầm 5 xăng giùm em. Nipco này, đó. Rồi. Để rớt cái phần bao nhựa ở ngoài thì nó bị dơ dơ chút xíu thôi, chứ còn hàng chưa xài. 965 Koken ha, Koken Hochi mã 965 giá 130. Đai hông này anh chị mình móc thêm sợi móc vô mình xài. 965 ha, giá 130. Em lên mã số 966. 966 dây này là dây của Tajima. 966 size M anh chị ăn, giá 150, hàng mới chưa xài. Tìm giùm em là Tajima M. Bản rộng là 5 xăng, 70 đến 95 thì anh chị mình xài cho vòng bụng là tầm khoảng 70 đến 95 cm này. Đó là anh chị mình tầm khoảng 50 kg cho tới tầm khoảng là 80 kg là mình xài những sợi dây này được ha. Đó, Tajima. Mới chưa xài size M giùm em. Màu trắng giùm em và cái nhựa này là màu đen giùm em. Đó. Đây. Sợi dây như thế này nha chị nha, lưu ý giùm em. Đây là chất dây nha. Rồi trong này có đai Tajima Around này, The Way. Hàng mới chưa xài nha chị em, do để dính bụi chút xíu. Đó. Rồi, mã số là 966, giá là 150, vòng bụng tầm khoảng 70 đến 95 cm ha. Rồi em lên mã số 967. 967 thì sợi dây này là của hãng là ta của hãng là 967 là của hãng là Fuji Denko. 967 cây này thì anh chị mình sẽ vòng bụng cũng tầm khoảng là 95 độ lại anh chị ăn, 95-100 độ lại thì mình sẽ xài dây này Fuji Denko ha. Trên này có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, Fuji Denko. Dòng này thì xịn nha anh chị ăn, dòng này thì chỉ thua dòng là Titan thôi, Titan của Nhật thôi. Thì đây là dòng thứ hai, tới dòng thứ hai là anh chị mình thấy hãng Fuji Denko là hai dòng chất lượng của Nhật, Titan rồi tới Fuji Denko. Rồi sợi dây này là dây hông nha anh chị ăn, dây hông hàng mới chưa xài Fuji Denko đây. Chắc mở luôn ha, cái này là còn nguyên siêu anh chị. Em mở ra luôn đi ha. Cái này anh chị mình xài cho mình đi leo cột điện cũng được ha. Mình lên mua thêm cái móc phụ kiện như cái móc như thế này để mình móc lên. Nói chung là cái này là cái đai hông. Sử dụng như chị ha, như thế này. Dây này màu trắng nha, dây này màu trắng. Rồi Fuji Denko ha, đẹp nha chị nha, hàng mới chưa xài. Bên trong như thế này, đó. Rồi chốt cho em cái này mã số là 967, giá là 300. Rồi em lên mã số 968. 968 thì có cộng này 968. Đây là một chiếc gọi là chiếc móc để anh chị mình móc đồ nghề tầm khoảng 1 kg đổ lại hang, và sợi dây này là dây cáp dài là 1 mét giùm em. Sợi dây cáp là dài 1 mét và cái móc này anh chị mình sẽ được đồ nghề hang, cờ lê mỏ lết gì tầm khoảng 1 kg đổ lại. Đây có thông số này, tầm khoảng 1 kg đổ lại đồ nghề thì mình sẽ móc cho sợi dây này. Và sợi dây cáp này là dài 1 mét của hãng là Tajima ha, ở Gencat. Rồi cái này anh chị mình có thể mình móc vô đai hông này, bản rộng nó tầm khoảng 5 cm là mình móc vô đai hông, để mình có leo cao thì mình móc sẵn đồ nghề vô cũng được. Bản rộng chỗ này tầm khoảng 6,5 nha. Đó, mình móc vô đai hông là 5 cm là vừa. Rồi cái này chốt cho em một chiếc dây cáp tải được 1 kg của hãng Tajima, 968 giá là 100. Rồi em lên mã số 969. Ở đây em có một chiếc này để anh chị mình gấp ha, gấp trong góc kẹt 969 để mình gấp đinh ốc trong rớt trong góc kẹt. Của hãng là Sun Black, dòng sản phẩm là No 9000, mã số 969. Dài tầm khoảng là 52 cm đi ăn, dài tầm khoảng 52 cm, lắt léo. Mình gấp rác, gấp đinh, gấp ốc vít ở trong góc kẹt, có rơi góc kẹt thì anh chị mình có thể mình lấy vô. Rồi, dài tầm khoảng là 50 cm, dài tầm khoảng 50 cm giùm em. 50 cm hơn nha chị ạ.
Đây, anh chị mình thấy là khi mình gấp cái đinh này nó to to hơn. Hồi trước có một dòng cũng như thế này mà cái cán màu nhựa màu đỏ thì nó ngắn hơn, thì cái này dòng dài hơn. Sun Black No 9000. Anh chị mình có thể xem thêm thông tin gấp đinh ốc. Cái này thì nó hơi nặng ha, mình chắc gấp đinh ốc thôi. Đây, cũng được nha anh chị nha. Rồi, dài tầm khoảng 50 cm của hãng Sun Black, sản xuất tại Nhật. No 9000. Lắt léo được nha chị ha. Đinh ốc, đinh vít gì đó mình xài cái này. Đây, Sun Black Made in Japan, sản xuất tại Nhật, dài 50 cm. Rồi cái này chốt cho em mã số là 969, giá là 250. Một chiếc cấp đinh ốc lắt léo. Em lên mã số 970. 970 thì hôm nay có một chiếc máy để anh chị mình gọt bút chì ha, hàng mới chưa sử dụng của hãng là Silver nhân trang Silver, và cái này là hàng được sản xuất tại Nhật ha, mã số là 970. Hàng mới chưa xài, anh chị mình có thể thấy sản xuất tại Nhật. Rồi, máy thì cực kỳ nặng nên là anh chị mình thấy cái phần mà cái cục máy cổ động cơ rất là nặng ha. Hàng mới chưa xài. Made in Japan này, của hãng là Silver Industry. Và cây này anh chị mình xài điện là 200 đến 220 đến 240, gọt bút chì ha, gọt bút chì V8 bằng điện. Công suất là 40 đến 60W, tương ứng với dòng điện từ 50W đến 60W. Rồi, hàng mới chưa xài giùm em. Tức là em mới có test thử thôi, khi anh chị mình xài xong chị mình lấy cái vỏ bên ngoài như thế này, hàng mới chưa xài ha. Cốt máy rất là cứng cáp và nặng. Cái cục máy rất là nặng anh chị. Rồi, là em cân luôn cho anh chị mình thấy. Đồ không phải đồ mã nên là nó rất là nặng anh chị nha. Cái cục máy này không là khoảng 1 kg này. Sợi dây này về anh chị mình gắn. Thường thường dây Nhật, đồ Nhật thì anh chị mình sẽ có dây mát, anh chị mình thấy này có 3 dây ra thì về anh chị mình làm cái chốt cái fit vô mình cắm ha. Dây này chắc tầm khoảng mét hơn. Cục máy là không là nặng 1 kg anh chị. Rồi, test luôn ha, này mới khỏi test nhưng mà thôi test luôn. Biết cắm đúng dây không? Ở cái này nhấn vô là sao hay sao? Mà không có mang cái chì qua đây rồi. Em muốn mang bút chì vừa qua rồi, nhưng mà test rồi ok rồi nha chị ăn. Có những cái bụi bút chì thì em gõ rồi. Anh chị mình cứ nhấn bút vô là nó chạy nha, cứ nhấn bút vô là nó chạy ha. Không quên mang cái bút chì qua để test rồi. Rồi, cái này chốt cho em mã số là 970 ha, giá là 320. Gọt bút chì V8 của hãng là Silver của Nhật, sản xuất tại Nhật ha. Made in Japan đàng hoàng, màu đỏ rất là đẹp. Nếu anh chị mình làm văn phòng hoặc là anh chị mình có hay xài gọt nhiều thì anh chị mình xài gọt bút chì, nhất là anh chị mình làm xưởng sản xuất bút chì hoặc là bút chì màu thì anh chị mình xài những cái này. Rồi, mã số là công suất là từ 40 cho tới hồi nãy công suất là như là 50 đến 60W anh chị nha, 40 đến 60W đó. Mã số là 970, về máy không mà nặng 1 kg rồi, giá là 320. Rồi em lên mã số 971. À, ở đây em còn một cái quạt anh chị ăn, quạt tản nhiệt. Cái này anh chị mình xài cho máy này, hoặc là máy tính, hoặc là anh chị mình xài cho những máy cơ khí mà có nóng thì anh chị mình xài cái quạt tản nhiệt mình gắn trên máy cho nó nhẹ. Hoặc là những máy móc trong nhà xưởng, Made in Japan của Nhật hang, hãng Nitto Panel Fan. Cái này là quạt tản nhiệt. Rồi, xài điện vô là 100V dùm em ha. Công suất là 50 đến 60W này. Dòng điện là 50 đến 60W ha. Từ 10.5 đến 9W. Điện này vô anh chị mình lưu ý giùm em, điện 100V của hãng Nitto của Nhật. Rồi, panel ban, Made in Japan sản xuất tại Nhật. Nhẹ, rất là nhẹ anh chị ha, rất là nhẹ. Đó. Rồi. Ngon lành ha. Có sẵn 4 chỗ anh chị mình gắn ốc vô. Khoảng cách hình vuông nha, khoảng cách giữa các ốc anh chị mình gắn là 10.5 cm. Phủ bì là tầm khoảng 12 cm. Bánh
Về quạt thì tầm khoảng là 10.5 ha, đường kính bánh quạt. Đó, đi tô. Quạt tản nhiệt trên chị không? Quạt tản nhiệt cho em. Rồi, cái này chốt cho em, hàng mới chưa xài, về gắn máy cho đặt tản nhiệt. Mã số là 971 giá 180, em lên mã số 972. Rồi hôm nay em có được 972 anh chị anh, 972 là một chiếc cần tự động 1/2 của hãng là Asahi. Dòng này là dòng light tool, là dòng nhẹ, thiết kế mỏng nhẹ cho anh chị mình bỏ vô túi đồ nghề đi làm cho nó nhẹ ha. Xách hàng ngày đồ nghề nặng thì mình bỏ vô, xài chung bộ khẩu 1/2. Và cây này thì dài tầm khoảng là 24 cm. Hàng cũng có xài lướt bi răng còn ngon để anh chị mình sử dụng ha. Không có bị giặt lại anh chị ạ, ngon lành. Ram ở mặt trong đen còn này, đó. Asahi, dòng light tool là dòng nhẹ, logo Yoyix nội địa Nhật. Mã số 972 giá là 220. Em lên mã số 973. Ở đây có một cây mỏ led size 12 inch tương đương với lại 30 xăng ha, size 300 của hãng là Iraga của Tây Ban Nha, Span Tây Ban Nha, hàng mới chưa xài. Thì cây này là chất thép, là thép alloy anh chị ăn. Đối với lại dòng thép chrome vanadium á, là không có cứng bằng thép alloy này, chuyên làm dụng cụ công cụ. Là đối với cây chrome vanadium thì tầm khoảng là 800 mấy rồi, thì anh chị mình có thể chốt cái này, hàng mới chưa xài. Mình sưu tầm cũng được, mỏ led Tây Ban Nha, thép alloy cứng cáp, size 300 12 inch. Rồi. Sưu tầm cũng được anh chị ha, sưu tầm cũng được. Ngàm thẳng nè, đó. Hàng chưa có xài ha. Đây. Rồi. Cây này thì anh chị mình sẽ mở ngàm tối đa tầm khoảng là 35. Chốt cho em cây này mã số 973 giá là 400. Hoặc anh chị mình có thể mua mã 974, cây này là chất thép, là thép dropforgit, thép rèn, cây này còn nguyên lớp phủ, giống như là anh chị mình thấy một lớp bột bên ngoài đó. Đây, lớp bột còn nguyên zin ha. Bên trong là màu trắng như thế này, màu trắng này, màu trắng trong. Mình có thể mình đánh bóng nó ra màu trắng như thế này. Đó, màu trắng này, màu trắng bên trong, và cái này là chất thép dropforgit, thép rèn anh chị ha. Hai cây này là khác nhau chút xíu. Cái kia là thép alloy, cứng cáp rồi, nhưng mà cây này rèn cứng cáp hơn, dropforgit. Span Tây Ban Nha ha, cây này cũng chưa xài, size 12 inch tương đương với size 300, ngàm nguyên zin chưa xài nha chị nha. Đó, đây là một lớp bột phủ bên ngoài, anh chị mình về mình xài thì mình có thể mình nó bụi giống như lớp bụi bên ngoài thôi, mình về mình đánh bóng sơ qua, nhưng mà cái lớp là lớp zin, để vậy đi nha chị ha. Đó. Cái này chất thép rèn dropforgit, chốt cho em mã số 974, giá là 440. Size cũng y chang nha chị ha, size tầm khoảng chị mình thấy có dòng chữ bên trong này, đó, có dòng chữ bên trong. Hàng rất là chắc chắn nha. Rồi cái này nó hơi có bung cái lớp bột đó thôi, chứ còn ngàm nguyên zin chưa xài nha chị nha. Bung cái lớp bột ra và trong nó cũng kiểu như màu trắng chứ không phải là màu đen ha. Đó. Rồi cái này mã số 974 giá là 440. Mình có thể sưu tầm hai cây này, chất thép alloy và chất thép dropforgit ha, thép rèn. Đó. Rồi em lên mã số 975. 975 thì có một cây kìm 975 là một cây kìm nguội của hãng là Rebic của Nhật, Babic của Nhật, logo Yoyix nội địa Nhật. Cây này thì hàng xài lướt, ram đen còn đẹp này, ngàm khít không hở anh chị ăn. Size của cây kìm nguội Rebic của Nhật này tầm khoảng size 18.7 cm, 18.8 cm. Răng ngàm đẹp anh chị ăn, răng ngàm đẹp giùm em, thẳng tắp này, đó, răng ngàm thẳng ha. Rồi ngàm lưỡi cắt là khít không hở. Cắt ngọt nha chị nha. Mình chị mình cắt tia điện lớn thì nó còn bén hơn. Rồi, mã số 975 giá 180. Em lên mã số 976. Ở đây em có một cây viên đá tự nhiên của Nhật ha, 976, viên này độ rít tầm khoảng 4000 rít, 976. Đây là đế zin bên Nhật về luôn, làm trên đế gỗ như thế này. Mình nhìn gỗ nhìn đinh là mình thấy rồi. Đá tự nhiên nha chị ăn, đá tự nhiên Nhật độ rít tầm khoảng 4000 rít giùm em, màu này nó trắng hơn màu mỡ gà chút xíu. Đây là vân đá nha chị ăn, đá tự nhiên, đá mài dao nhúng nước ha, đá mài nước nên chị mình sẽ nhúng nước để mình mài độ mịn. Đó, độ mịn nha chị nha. Rồi. Chiều dài là tầm khoảng 14.4. Bản rộng là tầm khoảng là 8.4 nha chị ăn. Bản rộng và độ cao. Độ cao thì tầm khoảng là 16. Cái đế thì nó hơi dày anh chị ăn. Viên đá thì nó như thế này giùm em, kích thước em đo rồi.
Cái đế đó rất là dày nên là trọng lượng tổng thể tầm khoảng là 850 gram. Viên đá thì mình trừ đi cái đế giùm em ha. Đó, nói chung là nguyên khối như thế này nên là không có tách ra để mà cân riêng được. Rồi cái này viên đá tự nhiên của Nhật, độ rít tầm khoảng 4.000, cho anh chị mình mài tách phân. Mã số 976, giá là 600. Em lên mã số 977. Ở đây em có một 977 là một cây kéo tỉa dăm hàng mới chưa sử dụng ha, của Koyokoshino, và đây là thép Yasugi của nhà máy Hitachi. Cây này đặc biệt dài 21 cm nên anh chị mình xài, mình có thể vừa tỉa dăm, tỉa nhánh, hoặc là anh chị mình cắt nhánh nhỏ cũng được, tỉa dăm một khúc trên này, tỉa chồi, tỉa lá khúc trên này cũng được. Và size 21 là size lớn ha, nên là anh chị mình xài cái lực nó sẽ lớn hơn, Made in Japan của Nhật. Rồi, khi xài xong thì anh chị nhớ mình nhỏ nhựa cây, nhỏ dầu để mình lau nhựa cây và mình bảo quản giùm em. Size 21 cm, size lớn. Koyokoshino, thép bén giữ cạnh tốt. Thép Yasugi là giữ cạnh tốt ha, hàm lượng tạp chất rất là nhỏ nên anh chị mình mài nó sẽ giữ cạnh tốt hơn. Giữ bén giữ cạnh tốt hơn. Thép Yasugi thì anh chị mình có thể mình tìm hiểu thêm về chất thép Yasugi, là hàm lượng mà tạp chất ít nên là độ giữ cạnh giữ bén sẽ tốt hơn, và anh chị mình mài ha, mài rất là lâu mình mới phải mài lại. Ví dụ cây này nếu mà mình xài thường xuyên thì chắc phải tầm khoảng là 6 tháng gì đó mình mới xài. Khi xài thì anh chị mình nhớ là mình bảo quản dầu giùm em ha. Đây hàng bạ hàng xưởng ra là họ cũng có bọc như thế này để mà tránh tiếp xúc với oxy hóa không khí này. Đó. Hàng mới chưa xài anh chị em. Đây, mới tinh này, dính bụi thôi. Chất thép bén nào qua. Mũi nguyên zin ha, nhìn thép bén cứng cực kỳ. Rồi đây là tên hãng anh chị em, Koyokoshino, còn khúc dưới ba chữ này là chữ thép Yasugi ha, của nhà máy Hitachi, hàm lượng carbon cao và tạp chất thấp, Made in Japan mặt sau. Chiều dài của cây kéo tỉa dăm này tầm khoảng là 21.2 cm. Nếu mà anh chị mình sợ hàng bãi mà 8 rơ lắc thì anh chị mình có thể chốt những cây mới này để mình sử dụng ha. Rồi anh chị mình thấy là nước sơn màu đen này, đó, nước sơn màu đen mịn. Lưỡi kéo bóng nha. Xài xong thì anh chị mình nhớ lau giữa cây và anh chị mình bảo quản sơ một lớp dầu kháng cự giùm em. 21 là size lớn thì chăng, cần tầm size 18 cm đối với dòng kéo thường thôi, cũng tầm khoảng là 600 rồi. Anh chị mình có thể mua cây này. Kéo thép Yasugi dài 21 cm, size lớn. Rồi mã số 7977, giá là 500. Em lên mã số 978. Ở đây em có một combo gồm có 3 cây đục ha, đục gỗ, hoặc là anh chị mình dùng để đục bonsai cũng được. Bộ này thì hàng xài lướt nha chị nha. Bộ này hàng xài lướt gồm có 3 size logo hình oval. Rồi. Đây anh chị mình thấy có cây giữa này có xài nha chị ha. Hai bên thì cũng có xài lướt thôi. Hàng chuẩn Nhật ha, ngon lành. Lưỡi là vát hình chữ U cực kỳ bén này. Logo anh chị mình thấy hình oval ha. Đó. Đây, bên này cũng có logo ha. Rồi, ba cây còn tem nhãn đầy đủ. Rồi giờ em đo thông số ha. Chiều dài thì tầm khoảng là 21.4 cm. 22 cm ha. Rồi cây lớn nhất là cây này tầm khoảng là 22.3 cm. Rồi bản rộng, lưỡi vát hình chữ U hàng xịn nên chị ăn bén cực kỳ. Cái này về anh chị mình đục gỗ hoặc là đục bonsai cũng được. Bản rộng của cây lớn nhất là tầm khoảng là 2/3 này, 2/3 giùm em ha. Rồi cây thứ hai, cây này là 1/2 anh chị ăn, 2/3, 1/2. Rồi cây thứ ba cây này ha, cây này tầm khoảng 12 ly, cây này tầm khoảng 9 ly anh chị ăn, 9 ly đó, 9 ly giùm em, lưỡi bén cực kỳ. Rồi rồi bộ này chốt giùm em mã số 978, giá là 420. Bộ này thì hàng xài lướt thôi, còn rất là ngon để anh chị mình sử dụng lâu dài. Tem nhãn đầy đủ hàng Nhật anh chị ha, ngon lành. Bộ ba cây mã số 978, giá là 420. Rồi em lên mã số 979. Ở đây em có một cây kéo vải ha, 979, hàng thủ công của Nhật, 979. Những cây này anh chị mình xài cắt vải cô tông, vải thun, vải siêu, vải KT gì cũng được hết. Chiều dài tầm khoảng là 24.5 cm. Rồi cây này thì mặt kéo đẹp anh chị em, mặt kéo đẹp, có vài cái vết nhu nâu hơi có nhăn trên kim chút xíu thôi. Rồi không có bị mẻ dăm anh chị em, kéo thẳng không mẻ ha.
cắt nguyên cây hoặc là anh chị mình bấm mũi ngon lành rồi kéo thẳng không mẻ anh chị nha. Đây chữ nhật đầy đủ này. Chiều dài là 24,5 cm. Đây cắt ngọt rồi nha chị ăn, bấm mũi là không có bị nhai nha, bấm mũi là không có bị nhai. Rồi cắt nguyên cây ha. Ngon lành. Cắt không có bị nhai nha chị nha. Rồi xài xong thì chị nhớ lau bụi vạ giùm em, mã số 979 giá là 200 980. Cây này là một cây của hãng là 980. Kia Ruby và dòng là dòng giấy xanh anh chị ăn, kéo là kéo là bằng thép giấy xanh, chữ quá trời nhiều này. Dòng Kia Ruby anh chị nào mình xài nhiều mình biết cái dòng này rồi. Giấy xanh của Nhật, chữ Nhật đầy đủ. Rồi chiều dài của cây kéo Kia Ruby này tầm khoảng là size 26 cm anh chị ăn, 26. Rồi cây này thì lưỡi giấy xanh. Lưỡi kéo thẳng anh chị ăn, cây này cũng có xài rồi. Lưỡi kéo thẳng không nhăm không mẻ ha. Lưỡi đan chéo vô nhau. Bấm cắt cho anh chị mình xem luôn. Đây 4 lớp anh chị nha. Đó, cắt ngọt không có bị nhai. Đó, cắt ngọt là không có bị đứt, bị nhai nha, không có bị nhai mũi nha. Rồi. Cắt nguyên cây. Rồi ngọt rồi nha anh chị nha. Xài xong thì anh chị mình nhớ lau bụi vải giùm em. Dài 26 cm Kia Ruby 980 giá là 250. Em đã lên tới mã 980 tập số 65 thì chị mình chốt mã nào nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em, mình bấm like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.